chưa tới giờ cơm, chưa tới giờ cơm, chưa nấu cơm nữa, mới bắt lên cái nồi cơm. Xin chào các bạn. Hôm nay thì cuối cùng mình cũng hẹn được chỗ mà đi rọi cái đầu đó, nó scan cái đầu mình. Rồi thứ hai mình sẽ gặp lại bác sĩ chuyên nghiệp về bị thương đầu óc đó. Ổng sẽ coi cái scan đó và ổng khám mình, ổng coi mình có cần phải cũng như là check up lại coi có tốt không vậy đó. Mà hiện tại thì bây giờ chỉ chờ đợi thôi, ngày mai sáng sớm đi rọi. Bữa nay thì mình có cái tép này đấy, mình lấy mình mua đông lạnh, nó để cũng tuần mấy, 2 tuần rồi, không biết làm món gì bây giờ. Thôi nấu nồi cơm rồi, bây giờ mình có cái rau đây ha, rồi mình tính chỉ luộc lên rồi hay là mình làm cái gì thôi. Cuối cùng thì chắc mình làm cái món gì ta, tép ram nước mắm để ăn cơm. Ok, thôi mình làm đây. Tôm ram, tép ram, hình như cái nước mình phải cho nó sạch thêm nữa ha. Mình để nước để mình chấm rau. Anyway, nước mắm, nước dừa, tí xíu được, cay là một muỗng đường. Mình kho cho nó cắt xuống vậy đó. Chút ăn thử coi nó ngon không. Bây giờ thì mới là giờ cơm tới rồi. Rất là đơn giản, không biết nấu ăn làm biếng quá nên cứ nghĩ được cái gì làm thì làm. Anyway, đây là cái món chính, tép ram. Trà của mình đây, cơm thì là gạo Ấn Độ, salad với ngò. Mình phải có chi rau thơm vô, nó ăn, nó cuốn lại, nó ăn ngon. Bịch bao nhiêu đây thôi. Ok, trước khi hết ăn thử con tép. Tép ram nhìn cũng ngon lắm á, mà không biết nó mặn ngọt ra làm sao. Nêm công nhận khó. Biết người ta làm có công thức, ví dụ như bao nhiêu muỗng mình làm biếng lắm, mình cứ xúc đại vô à. Vậy ngọt quá. Bỏ một muỗng đường mà thấy nó ngọt kiểu gì đó. Thiếu cái chắc gì không biết nữa. Bụng ngọt mấy bên. Thôi kệ, ăn đại. Mặn ngọt. Hẹn được cái chụp cái rọi cái đầu ngày mai là thấy mừng rồi. Tại nếu như không chụp được rồi phải hẹn bác sĩ lại. Thứ hai là mình muốn biết có tình hình nó có tốt hay không tốt. Có nhiều người nói sao không chạy vô đại trong cấp cứu cho nó rọi, thì mình biết mình không có đau như hôm trước không. Hôm trước mà khi vô nhà thương đó là mình đau dễ sợ lắm. Rồi máu nó chảy ra cái nguyên cái ốc bên tay trái mình nó đau á, mình rờ vô đau, mà nhức đầu. Giờ thì không đến nổi, cho nên mình không có nên đi vô trong cấp cứu lỡ. Bị nhẹ thì nó cũng ok, nó đuổi về, nhưng mà có một cái bảo hiểm thấy mình có ngày chạy vô cấp cứu hoài nó không chịu trả tiền. Bảo hiểm bên đây nó có cái gọi là deductible á, tiếng Việt mình không biết dịch sao, nghĩa là cấp cứu nhà thương vậy đó, là mình phải trả ít nhất 10% hay là 2.000 đồng trở xuống hay là gì đó. Mà đi mỗi lần mà cấp cứu vậy là thôi cũng, nhất là kêu ambulance. Cấp cứu ambulance nó tính từ 4.000 đến 5.000 một chuyến. Mà gần thôi nha, chỉ có 5 km à. 5.000 ấy, nó bảo hiểm nó trả chừng có 3.000 à, bắt mình trả 2.000. Nói chung chung thì cũng không đúng, tại mỗi cái insurance, mỗi cái bảo hiểm nó khác nhau. Coi tin tức ở bà nước mình, nước Mỹ này, luật án, luật pháp đồ gì nó rất là chậm. Hơn 2 năm về trước, sau khi mà ông tổng thống Trump thua bộ đắc cử, cái tụi kia nó tấn công vô trong cái thủ đô Capitol. Nó phá rối, nó không cho quốc hội chứng nhận tổng thống mới, cho nên nó bắt, tòa án bắt rất là nhiều người. Bốn mấy cái đứa cầm đầu á bị kết tội nặng lắm, tội là phản seditious, là tiếng Việt là chắc là phản đối ha, phản đối chính quyền hay là đảo chính quyền gì đó. Tới hôm nay tòa án mới xử xong. Guilty hết, là có tội hết. Trong khi đó tới bây giờ ông tổng thống Trump vẫn còn ở ngoài tù. Chắc từ từ nó cũng kết tội ổng à. Nếu như mà nó bắt được ông Trump, chắc nó không bỏ tù nữa, nó nhốt ổng ở trong nhà ổng. Gọi là giam lỏng á. Bắt ổng ở trong nhà của ổng. Tại vì ổng có những người bảo vệ suốt đời, không lẽ đi cho tù. Mà hai nữa chưa chắc là kết tội ổng được. Nào, tin tức bên này coi dứt chắc ba cái chuyện không có ổn. Chiến tranh thuốc ở bên Ukraine, Nga với cái đó cũng ảnh hưởng tới Mỹ, nước Mỹ cũng phải xíu vô ủng hộ. Bây giờ thì Nga nó nói là Mỹ ám sát ông Putin. Bỏ cái drone á, cái ăn được một chén cơm à, ngon quá. Okay, xúc thêm một chén cơm nữa. Bữa nào mà làm đồ ăn ăn được thì ăn 2 chén cơm. Bữa nào làm đồ ăn dở quá nó ăn chừng chén cơm ngắn. Còn lúc đói bụng quá mình chỉ ăn cơm với chao không cũng ngon. Cuối tuần rồi ha các bạn. Nguyên tuần này mưa, trời chuyển mưa với mưa lâm râm. Như qua tuần tới bắt đầu mới nắng lại. Thời tiết làm sao cũng ở trong nhà không đi đâu được hết. Dưỡng bệnh. Cái đầu bữa nay nó còn nhức nhức, không biết làm sao nữa. Hôm qua nó không có nhức nhiều lắm, đến tối mới uống viên thuốc ngủ. Ăn cơm xong cái mình cũng uống thuốc đi ngủ. Chuyện gì vui bạn tán thôi. Giữa tháng 5 rồi ha. Lúc trước giờ này là mình đang tính đi đâu đi vacation, xin phép nghỉ tự thường. Cái ngày lễ Quốc Khánh Mỹ á, thì nghỉ được 2 ngày, thường thường là thứ Năm, thứ Sáu hoặc là thứ hai, thứ Ba, rồi cộng với cái cuối tuần đó là 4 ngày, rồi lấy thêm 3 ngày phép nữa là một tuần đi chơi. Ở đây 4 mấy năm chứ mình cứ đi đâu đâu, cứ Hawaii, Los Angeles, Las Vegas, xạo đi xạo lại có nhiều đó. Hawaii đi chắc cũng 7-8 lần rồi. Tuy nó hơi mắc mỏ nhưng mà nó rất là tiện, tại mình ở Cali nè. Bay qua bên Hawaii có 5 tiếng đồng hồ tới ngược múi giờ nữa. Sáng 7 giờ sáng bay qua tới đó là có mới tới 12 giờ. Chưa được phép vô hotel nữa, đến 3 giờ nó cho chết. 3 giờ chiều nó mới cho mình lấy phòng. Thường thường tới nơi cái đi taxi tới hotel xong rồi xuống cái bar ngoài biển á, ngồi đó chờ uống bia uống rượu uống ăn uống này nọ rồi chờ phòng. Cái hotel mình thích nhất là ngay bờ biển, nó có cây da to, nó che ra thành cái chỗ mát, rất là mát. Nó làm cái bar dưới đó luôn. Mà nói rằng đi chơi đó, mình quay phim dở lắm, lúc đó mấy cái máy nó rung. Chụp hình thì ok mà quay phim coi không được, nhức đầu quá. Dạ, thường giờ này bắt bờ tính đi đâu đi đó chơi năm nay không biết nữa. Năm nay con gái thì nó ở riêng rồi, con trai thì nó cũng muốn đi tụ họp với tụi bạn nó, đâu tụi bạn nào. Thôi mình ở nhà để dành tiền mai mốt đi du lịch Việt Nam. Mấy người ta nói đi Việt Nam dễ lắm, bóc vé đi, mình không có được, khó quá. Tối ngày bổn phận này bổn phận nọ, bỏ hết mọi chuyện đi một mình đâu có được. Anyway, hết chuyện nói. Ăn được chén rưỡi giờ no quá, thôi chắc cũng ngưng luôn. Mình chúc các bạn vào cuối tuần vui vẻ nha.